Rồi, chào anh em và các bạn. Thì tiếp tục mình sẽ di chuyển sang một cái miếng lúa cấy tay nữa để mình quay cho anh em và các bạn xem. Thì hiện tại nó đang rơi vào giai đoạn công chảy mang các bạn, rất đẹp. Thì thường thì cái miếng lúa này của cậu Chính Chiến các bạn, hàng năm thì ổng cấy với cái mật độ như vậy thì thường thì năng suất không bao giờ dưới 1 tấn 2 các bạn. Năng suất của vụ đông xuân thì có khi dao động 1 tấn 2 đến 1 tấn 3. Và cái năng suất cái vụ hè thu và vụ thu đông các bạn, vụ 3 thì cậu Chính ông làm cho năng suất cũng trên 1 tấn các bạn. Thì anh em và các bạn nhìn cái mật độ bông là chúng ta biết cái năng suất nó sẽ đạt rất cao. Trên cái lúa cấy mà cái số lượng bông trên 1 mét vuông các bạn, nó tương đương với cái lúa sạ thì năng suất nó cao hơn lúa sạ khoảng 100 kg nha các bạn. Mà để đạt được cái số bông các bạn, để mà chúng ta đạt được cái số bông trên một đơn vị diện tích mét vuông mà đạt được cái số bông mà như lúa sạ thì đòi hỏi chúng ta chăm sóc nó tốn vừa công sức, phân thuốc và đầu tư rất là nhiều thứ các bạn. Không đơn giản mà có thể làm được cái năng suất như vậy, và mình không đơn giản là lúa cấy mà chúng ta làm cho nó có cái mật số đồng đều như vậy được. Và đặc biệt anh em và các bạn thấy là cái độ đồng đều trên ruộng rất là cao, không rất dữ, nó như một cái tấm thảm các bạn, rất phẳng. Khá là đẹp. Khi mà cái dàn bông phía dưới này các bạn, nó đến cái ngày mà nó đỏ đuôi nó sạc ra thì cái dàn bông này nó rất là đẹp. Khá đẹp nha các bạn. Rồi thôi, chào anh em và các bạn.